Kính chào quý vị, chào các bạn. Xin chào mừng các bạn quay lại với chương trình Talk Show của Báo Thế Giới Việt Nam. ASEAN trong tôi, ngôi nhà của chúng ta. Lại một lần nữa, chúng tôi được ngồi với các diễn giả vừa lạ vừa quen. Rất vui mừng hôm nay được đón các diễn giả của chúng ta trong trường quay. Đó là Đại sứ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Yên Hương. Xin chào Đại sứ ạ. Đó là Đại sứ Luận Thùy Dương. Tiếp theo là bạn Đinh Nho Minh, cán bộ ngoại giao trẻ của Bộ Ngoại giao. Xin chào Đinh Nho Minh. Rất cảm ơn các diễn giả khách mời đã dành thời gian quý báu để đến chia sẻ và nói chuyện với khán giả của Báo Thế Giới ở Việt Nam. Nhân dịp diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 lần đầu tiên diễn ra theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lần đầu tiên chúng ta có một diễn đàn mở ở kênh 1.5 với mục tiêu giống như cái mục tiêu xuyên suốt của ASEAN, đó là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển. Và trong khuôn khổ của diễn đàn thì chúng ta có nhắc đến rất là nhiều vấn đề, trong đó có cả những vấn đề về xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. Thì trong đó là cũng có, chúng ta chắc chắn là sẽ nhắc đến những vấn đề giống như là bình đẳng giới, vấn đề nhân quyền, vấn đề thanh niên. Vậy thì những vấn đề chung của ASEAN được nêu ra không chỉ ở các cấp lãnh đạo mà hiện nay đã dần đi vào cuộc sống, đã đi đến những cái cấp cụ thể hơn, đó là học giả, đó là địa phương, đó là doanh nghiệp, là người dân, là thanh niên cụ thể hơn, đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi của chúng tôi hôm nay sẽ được đặt ra đối với các diễn giả về các vấn đề như là nhân quyền, về vấn đề bình đẳng giới và vấn đề thanh niên. Vâng ạ. Vậy thì trước tiên là xin hỏi Đại sứ Luận Thùy Dương ạ. Cái sự thống nhất trong đa dạng là từ thường xuyên được nhắc đến trong ASEAN, làm nên một ASEAN rất là bản sắc. Vậy thì theo Đại sứ, làm thế nào để mọi đổi thay hay biến động của thời cuộc, sự đa dạng ấy vẫn luôn được thống nhất, được cảm nhận và tôn trọng từ tất cả các thành viên trong ngôi nhà ASEAN của chúng ta? Thứ nhất là nói về ASEAN thì chúng ta đều rất rõ, đây là một cái tổ chức khu vực đa dạng trên nhiều góc độ. Và cái sự đa dạng này thì nó bắt nguồn từ lịch sử, từ cái quá trình phát triển, cũng như nó liên quan đến văn hóa và tính dân tộc ở khu vực này. Và khi thành lập ASEAN thì một trong những cái giá trị cốt lõi đã được nói đến, đó là thống nhất trong đa dạng. Nó tạo lên cái hình ảnh ASEAN, và bây giờ thì nó là cái bản sắc riêng của ASEAN. Thì em đã đặt ra một cái Hằng đã đặt ra một cái câu hỏi rất là quan trọng, tức là trong cái sự biến đổi của thế giới, của khu vực, thì cái sự đa dạng ấy sẽ được giữ như thế nào? Thì phải nói là trước những cái biến đổi của thế giới, của khu vực, thì cái sự đa dạng đó sẽ ngày càng tăng lên. Nhưng không có nghĩa là ASEAN sẽ mất đi cái tính thống nhất. Ngược lại, cái thống nhất sẽ được nhấn mạnh hơn rất nhiều trong cái quá trình phát triển tiếp theo của ASEAN, và cũng sẽ được nhấn mạnh rất là nhiều trong các cái nội dung và những cái bàn thảo tại cái diễn đàn mà chúng ta đang tham dự đây, đó là về tương lai của ASEAN. Thế thì để thế nào mà giữ được cái sự đa dạng, thì cái điều này, thống nhất trong đa dạng, nó đã được thể hiện trong hiến chương của ASEAN. Thứ hai là nó cũng đã được thể hiện rất là rõ trong việc xây dựng các cái cộng đồng của ASEAN, đặc biệt là cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. Và có ba cái nguyên tắc rất là cơ bản của ASEAN để giữ gìn cái sự thống nhất và đa dạng trong ASEAN, đó là nguyên tắc đồng thuận, đó là nguyên tắc tôn trọng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, và đó là nguyên tắc tiệm tiến. Thì ba cái nguyên tắc cốt lõi này của ASEAN sẽ tiếp tục được duy trì, cộng với lại những cái nội dung đã được nêu rất là rõ trong hiến chương ASEAN, trong các nội dung xây dựng cộng đồng,
Và bây giờ thì đã được nhấn mạnh hơn trong các cái văn bản về tầm nhìn của ASEAN đến 2025 và tiếp đến là 2045. Thì chúng ta có thể tin tưởng rằng cái sự thống nhất trong đa dạng của ASEAN ấy sẽ được duy trì. Vâng ạ. Thế thì ngay cả cái vấn đề nhân quyền ASEAN cũng được thể hiện với quyết tâm cao nhất là sự ra đời của tuyên ngôn nhân quyền. Thì đại sứ đánh giá như thế nào về sứ mệnh vì con người của cộng đồng ASEAN ạ? Thưa đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương ạ. Mình nghĩ rằng là tổ chức mà AICHA, nghĩa là Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN, đã được thành lập từ 2009, và sau đó thì có tuyên ngôn nhân quyền về ASEAN thì đã để quy định rất là rõ tất cả các trong điều khoản liên quan đến quyền con người của ASEAN nói chung, dựa trên những cái hiến chương của Liên Hợp Quốc và dựa trên hiến chương của ASEAN. Thì cho đến nay cái tổ chức mà AICHA, mà như tôi đã vừa nói là tổ chức liên chính phủ liên quan đến vấn đề nhân quyền ASEAN, thì đã được hơn 10 năm. Và với quá trình phát triển của nó thì đã đóng góp khá nhiều vào vấn đề bảo vệ quyền con người của người dân. Thì nếu mà bạn hỏi thì tôi cũng xin nói kỹ thêm một chút là nếu mà mình nói về lý thuyết thì các nước phương Tây họ sẽ có những cái lý thuyết về gọi là human rights, là quyền con người, thì nó sẽ khác với ASEAN. Vì đối với ASEAN ý, thì họ tiếp cận gọi là gần với người dân hơn. Nói đúng hơn là chúng ta là dân chủ cơ sở, họ liên quan đến nhu cầu thực tế của những người dân ở tầng lớp bên dưới. Thí dụ như quyền được đi học, quyền phát triển, và thí dụ như ngay cả những vấn đề rất nhạy cảm hiện nay như vấn đề biến đổi khí hậu, là quyền liên quan đến quyền con người gắn với quyền môi trường. Tôi xin ví dụ một chút như vậy. Hoặc là liên quan đến giáo dục, liên quan đến trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ. Dạ, nhân nói đến phụ nữ thì cũng xin hỏi luôn đại sứ Yên Hương là về vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là mục tiêu chung của ASEAN. Vậy thì đại sứ nhận định như thế nào về tiến trình này trong ASEAN và các cái công cụ chính sách của hiệp hội hiện nay đã tác động như thế nào? Tôi nghĩ rằng là trong cái quyền con người thì quyền phụ nữ, là đặc biệt là những người yếu thế, mà trong đó có cả phụ nữ và các trẻ em gái, được ASEAN nhấn mạnh. Và tôi nghĩ là năm 2020, khi Việt Nam là chủ tịch, chúng ta đã có một cái diễn đàn liên quan đến sự phát triển của phụ nữ, đúng không đại sứ Thùy Dương nhỉ? Và như vậy thì đó là Việt Nam cũng là một trong những nước thúc đẩy cái quyền bình đẳng giới rất là lớn. Và tôi tin rằng là cùng với lớp trẻ thì trẻ em nữ cũng sẽ được lưu tâm hơn, thì nó có những cái chương trình ưu tiên trong cái hoạt động, toàn bộ hoạt động kế hoạch 5 năm của AICHA, của ASEAN. Thì tôi nghĩ là ASEAN mặc dù đa dạng nhưng rất lưu ý đến quyền của phụ nữ. Vâng ạ. Vấn đề nhân quyền và nhất là bình đẳng giới thì là cũng đã đánh trúng tiêu lấy người dân làm trung tâm. Thì theo đại sứ Luận Thùy Dương thì bà đã có kinh nghiệm kinh qua cả hai vai, đó là vừa là một nhà ngoại giao, là đại sứ Việt Nam tại Myanmar, thì đồng thời cũng lại là hiện nay cũng đang là phụ trách là thành viên của một hiệp hội doanh nghiệp. Vậy thì theo bà, các cơ quan đại diện Việt Nam, các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp thì còn chưa gặp nhau được ở đâu? Còn những vướng mắc khó khăn gì để có phải vượt qua để có thể tiến tới cái mục tiêu chung? Đã trải qua cái thực tiễn thì tôi thấy có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thông tin, vấn đề thứ hai là cơ chế và thứ ba là luật định. Thứ nhất là về thông tin thì đại sứ quán là nơi mà có rất là nhiều thông tin về các doanh nghiệp, các đối tác của nước sở tại. Các cái doanh nghiệp của mình khi sang để hợp tác cũng như là muốn mở rộng thị trường sang thì rất là cần thông tin. Thế nhưng mà rất là nhiều doanh nghiệp không chú ý và không có một cái sự hợp tác chặt chẽ với đại sứ quán. Ngược lại, đại sứ quán cũng không biết được những doanh nghiệp nào là sẽ sang và có ý định để mở rộng cái thị trường ở đó cũng như tìm đối tác. Cho nên là bên có và bên cần nhưng chúng ta chưa gặp nhau. Cái thứ hai là cái cơ chế. Ở đây tôi muốn nói đến hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cái cơ chế hợp tác, và cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế kết nối. Thì ở cái cơ chế hợp tác ấy, thì thực tế là cứ doanh nghiệp nào mà đến với đại sứ quán thì đều nhận được sự hợp tác rất là chặt chẽ của đại sứ quán. Nhưng có rất là nhiều doanh nghiệp thì họ tự
Và như vậy thì đương nhiên là không có cái sự hợp tác của đại sứ quán. Chỉ khi nào mà họ có những vấn đề, họ bắt đầu mới tìm đến đại sứ quán. Thì đôi khi nó đã quá muộn, hoặc là nó sẽ đặt cái gánh nặng lên đại sứ quán rất là nhiều. Thế cho nên là chúng ta cũng phải tìm một cái cách nào đó để giải thoát cái cơ chế này. Cái cơ chế thứ hai mà tôi muốn nói đến là cái cơ chế kết nối. Thì các doanh nghiệp sang thì rất là cần các cái đối tác, các cái bạn hàng. Thì cũng không có cái sự hợp tác chặt chẽ với đại sứ quán. Thì cũng rơi vào một cái tình trạng là có thể có những cái kết nối với lại những đối tác, những cái nhà đầu tư không thật, hoặc là có những cái hồ sơ giả. Đến chỉ đến khi mà họ có những vấn đề trong kinh doanh, trong đầu tư thì họ mới lại chạy đến đại sứ quán. Thì cũng là những cái gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho các doanh nghiệp cũng như cho cái nền kinh tế của nước nhà. Còn về luật định thì tôi muốn nói rằng là chúng ta có các cái bộ ngành, cơ quan phụ trách cho cái hợp tác thương mại cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, nước ngoài vào Việt Nam. Nhưng nó chưa có những cái quy định, những cái chính sách thành những văn bản cụ thể. Thế cho nên là nhiều khi có những cái vấn đề đại sứ quán cũng rất là khó khăn để giải quyết. Và các doanh nghiệp thì cũng không biết là sẽ dựa vào đâu để mà có thể giải quyết được những vấn đề. Tôi xin nói ví dụ rất là cụ thể là khi sang đầu tư thì cũng cần phải có một cái sự ký kết những văn bản rất là cơ bản giữa hai chính phủ. Thì những cái ký kết đôi khi nó chỉ là những cái vấn đề lớn. Còn khi mà đi vào những vấn đề cụ thể thì cần phải có những cái văn bản cụ thể hơn. Nhưng mà chúng ta cũng chưa giải quyết được đến vấn đề đó thì nó rất dễ xảy ra những cái khúc mắc hoặc là những cái vấn đề trong quá trình giải quyết cụ thể. Vâng ạ, nghe bà chia sẻ thì có vẻ như là cái vấn đề về doanh nghiệp và đại sứ quán kết nối với nhau chưa được chặt chẽ thì nó có thể xảy ra ở rất là nhiều nơi. Vậy thì trong cái khu vực ASEAN ấy, có cái đặc điểm gì khác so với các khu vực khác không ạ? Cái khu vực ASEAN thì nó lại có thêm đặc thù là việc đi lại nó rất là dễ dàng. Đôi khi thì đi những cái nước mà nó có những vấn đề về visa ấy, thì ít nhất là họ cũng đã nghĩ đến chuyện đại sứ quán hỗ trợ cho họ để xin visa. Những ASEAN thì trong vòng 15 ngày là chả cần phải nghĩ gì đến visa cả, và thế là họ đi thôi. Và thêm một cái nữa là họ nghĩ là đã là cộng đồng thì mọi chuyện nó sẽ rất đơn giản. Thế nhưng trên thực tế thì nó lại không như vậy. Tuy là cộng đồng nhưng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Và cái thứ hai nữa là tuy là visa thì đã có cái sự thỏa thuận với nhau là trong vòng 15 ngày thì không có vấn đề gì. Thế nhưng đôi khi mà đi để làm mở những cái thị trường rồi là tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư, nó vượt quá cái số ngày đấy. Thế là đi hay về và để kết thúc cái chuyện đó như thế nào và tiếp tục tiếp nối cái visa ra làm sao thì nó cũng là cái câu chuyện. Thì chính thực ra là càng ở gần nhau mà càng nghĩ là trong nhà thì lại càng lắm vấn đề. Thực ra nó cũng là một cái vấn đề, tức là ngôi nhà chung nhưng mà cũng cần phải có những cái quy định chặt chẽ, giống như là phải có một cái thiết quân luật riêng cho mỗi gia đình, đúng không ạ? Thì cái ngôi nhà ASEAN của chúng ta chắc là cũng đang trong cái quá trình và cần hình thành những cái cơ chế, những cái quyết sách nó chặt chẽ hơn để có thể hỗ trợ cho tất cả các bên, tất cả các thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Thế xin bổ sung một chút xíu ở đây là ví dụ như là các cái nhà doanh nghiệp của mình ý, đi ra đầu tư nước ngoài là thường phải đăng ký qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thế nhưng mà nhiều khi họ không. Và đại sứ quán, các cơ quan đại diện mình xin của Bộ Kế hoạch Đầu tư cái danh sách đó thì nó khác xa với thực tế rất là nhiều. Và Myanmar là một ví dụ. Đăng ký thì có thể chỉ có khoảng 100, nhưng trên thực tế là trên 300 doanh nghiệp đã sang hoạt động. Và thậm chí là có văn phòng, có đại diện nhưng không nằm trong cái danh sách đăng ký của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thì đấy là một thực tế để chúng ta thấy là quản lý thế nào và phối hợp và hợp tác ra làm sao. Chúng ta vừa nghe các diễn giả chia sẻ về phụ nữ, về doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta chuyển sang một cái đối tượng nữa, đó là đối tượng về thanh niên. Những người trẻ trong ASEAN là có vai trò như thế nào? Thì thực ra hôm qua vừa mới có một cái cuộc diễn ra đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên các nước ASEAN. Thì chắc hẳn là Đinh Nho Minh cũng có rất là quan tâm đến cái cuộc đối thoại này, đúng không? Thì
trong cái cuộc đấy thì tôi nhớ là đại tổng thư ký ASEAN có nói là người trẻ của ASEAN bây giờ phải có một cái tinh thần là vượt khó, tức là phải là trở thành một cái người mà tốt hơn chính mình của ngày hôm nay, ngày mai phải là tốt hơn ngày hôm nay. Đấy thì bạn có suy nghĩ như thế nào, bạn có cảm xúc gì khi mà tham gia vào các cái cuộc đối thoại như thế, và bạn cảm thấy là nếu như bản thân mình là một người trẻ thì cái sau khi nghe những cái chia sẻ như thế của tổng thư ký thì bạn trong mình có cảm nhận riêng gì không? Đấy thì trước hết thì em cảm thấy rất là vinh dự được đóng góp vào cái buổi talk show ngày hôm nay cùng với các vị đại sứ kỳ cựu ạ. Thì hôm qua em cũng tham dự và cũng được nghe cái câu nói đấy từ tổng thư ký, và em rất là đồng tình với ý kiến đấy. Tức tổng thư ký ASEAN có nói rằng là thế hệ trẻ ngày nay không được lấy những cái thành quả của thế hệ đi trước như là về hòa bình, về an ninh phát triển của ASEAN là một điều đương nhiên, mà là phải tiếp tục học tập từ thế hệ đi trước, những người mà đã rất là khó khăn, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để mà đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay. Và vì vậy là thế hệ trẻ, theo em thì thế hệ trẻ ASEAN ngày nay là cần phải tiếp tục là phát triển bản thân, rèn luyện bản thân để phát huy những cái thế mạnh của mình. Bất cứ thế mạnh nào, có thể đấy là thế mạnh về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, về ngoại giao, bất cứ thế mạnh nào cũng được, miễn là có thể phát huy được cái thế mạnh đấy để đóng góp vào cái công cuộc phát triển, tiếp tục phát triển ASEAN và tiếp tục xây dựng từ thành quả của các ông cha thế hệ đi trước ạ. Ngoài ra là tổng thư ký ASEAN cũng có một ý rất hay mà em rất đồng tình, đấy là về việc là cần phải bảo vệ, phát huy được cái bản sắc dân tộc, và từ đó mà không những vừa tìm hiểu các cái giá trị, tiếp thu được cái giá trị tốt đẹp từ bên ngoài, nhưng mà đồng thời là không hòa tan, hòa nhập mà không hòa tan. Thì đấy là hai cái điểm mà em, hai cái suy nghĩ mà em có được sau khi nghe lời khuyên của tổng thư ký ASEAN. Ở đây thì có Minh, có đại sứ Hương và đại sứ Dương, thì thực ra là đều là các cán bộ ngoại giao, nhưng mà là ở các thế hệ khác nhau. Đấy thì tôi rất là muốn nghe xem là chia sẻ của các thế hệ khác nhau đối với một cái tương lai sắp tới, tương lai gần của ASEAN nó khác nhau như thế nào. Chắc hẳn là những người kỳ cựu có nhiều kinh nghiệm mà lại ở các cái vai trò khác nhau thì sẽ có những cái góc nhìn rất là khác với các bạn trẻ hiện nay. Vậy thì rất là mong mọi người có thể chia sẻ xem là mình mong muốn, kỳ vọng gì trong tương lai không ạ? À, xin mời đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương ạ. Bạn hỏi mình như vậy thì mình xin phép là trả lời về hai góc độ. Thứ nhất là người được lớp, và thứ hai là cũng là người thế hệ đi trước nhưng cũng làm một cái mảng về quyền con người. Thì ngoài ra quyền con người nó không phải chỉ liên quan đến những người dân bình thường mà lớp trẻ. Thì về góc độ là người đứng lớp thì mình nghĩ là mình tin vào lớp trẻ. Vì mình biết là gần đây có một cái xu hướng, có thể là mình đúng hay mình sai mình chưa rõ, nhưng mình cảm thấy là mọi người hay nói về lớp trẻ theo một cách hơi tiêu cực, là mọi người ý là lớp trẻ ngày nay thì như này, lớp trẻ ngày nay thì thế khác. Thì mình nghĩ là mỗi thế hệ nó sẽ có một điều kiện xã hội và điều kiện môi trường xung quanh, kể cả trong nước và quốc tế, nó sẽ tạo ra những con người nhất định. Thì bao giờ giữa những con người đó thì sẽ có những người xuất chúng, thì lớp trẻ ngày nay cũng sẽ như vậy. Vì tôi thì tôi nghe Gen Z này, Gen Z này, cách đây mới hôm tôi đọc một bài là tiếng Anh còn có Gen AI nữa. Mà cái Gen AI mà nếu đúng như những người lớp chúng tôi thì chúng tôi sẽ cười. Và tôi vẫn đùa với sinh viên trên lớp, và các con biến các con thành AI hết thì con người thật là đâu. Nhưng mình thì mình vẫn tin là mỗi thế hệ nó sẽ có những điều kiện để phát triển. Thì mặc dù ASEAN thì mình thấy là khác với đại sứ Luận Thùy Dương, là người làm cũng là về gọi là tại địa bàn. Mình thì làm về ASEAN nhưng mà quyền con người, nhưng mà mình không ở tại địa bàn, chỉ có những cuộc họp. Thì mình tin vào lớp trẻ. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn được trao quyền, và người lớn, cái quan trọng là những người đi trước làm sao giúp các bạn tránh cái việc là các bạn bỡ ngỡ, có những cái kinh nghiệm các bạn không biết. Ví dụ như thế hệ của mình thì là có những người bậc đàn cha, đàn chú dạy bọn mình rất cẩn thận, hướng dẫn. Thì bây giờ mình nghe đây đó, lớp trẻ có lúc các bạn bảo là không ai hướng dẫn cho bọn con, các bạn ấy cả. Người thì xưng con, người thì xưng cháu. Thì tớ cũng dưới góc độ là người giảng dạy, thì tớ mong những người đi trước cũng nên có một cái gì đó rộng lượng hơn như các bạn ấy.
và nhìn được những điểm mạnh của các bạn để khuyến khích. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến quyền con người. Mình dùng là từ quyền con người chứ mình không muốn dùng cái từ khác. Thì mình nghĩ ASEAN hiện nay là trong cái mảng mình theo dõi và mình cũng tham gia thì có rất nhiều dự án liên quan đến kiểu đào tạo mà người ta gọi là xây dựng năng lực ấy, capacity building. Thì trong hoạt động gọi là những chương trình ưu tiên của AICHA là có những cái dự án liên quan đến những thanh niên khiếm khuyết, hoặc là những cái dự án giáo dục, hoặc là những cái người ta gọi tớ gọi là những trao đổi của lớp trẻ như là political debate, thì cũng tạo cho bạn lớp trẻ, những bạn thanh niên của ASEAN tụ họp với nhau, thì có những cái diễn đàn cùng nhau trao đổi học kinh nghiệm. Thì đấy là mình tin là các bạn ấy sẽ phát triển được. Và còn tất nhiên là về phía các bạn ấy có quyết tâm hay không. Mình thì ở đây ban tổ chức cũng đã xếp ngồi giữa như là một cái thế hệ kết nối giữa một thế hệ trên và một thế hệ trẻ hơn. Mình thì nhìn ASEAN ở cái góc độ là một người mà đã nghiên cứu ASEAN nhiều năm và đã thực tế ở địa bàn, thì mình thấy rằng về tương lai của ASEAN phải nhìn ở hai góc độ. Góc độ thứ nhất là ngôi nhà chung. Chúng ta đã nói rất nhiều và trong cái diễn đàn ngày hôm nay lại cũng đã nói. Nhưng mà nó sẽ chỉ là ngôi nhà chung thực sự khi mà mỗi một con người ở trong cái ngôi nhà đó cảm nhận được là một gia đình. Muốn như thế thì ASEAN trong tương lai phải là ASEAN của người dân, do người dân và vì người dân. Mỗi một người dân ASEAN và như bản thân chúng tôi đây phải cảm thấy rằng là mình đi bất cứ nước nào ở trong ASEAN thì như đi về nhà mình. Mình được tham gia mọi hoạt động của ASEAN với cái quyền công dân của mình. Rồi cái ASEAN đấy nó vì tất cả mọi người trong đó có cả những người yếu thế, có cả những người phụ nữ, có cả những thanh niên, lẫn cả trẻ em, tất cả đều được hưởng những cái quyền bình đẳng như nhau. Và nó còn phải là do người dân, tức là mỗi một người dân đều cảm nhận thấy được cái sự kết dính, cảm nhận được cái sự liên kết trong một cái bản sắc chung của ASEAN. Thì đấy là về tương lai nó là như vậy. Và tất nhiên đó là những mục tiêu cuối cùng của việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Và cũng vì thế mà nó phải có những cái chiến lược cho từng giai đoạn để ta tiến đến. Thế nhưng về tương lai ASEAN thì nó sẽ là như vậy. Đấy là ta nhìn từ cái góc độ nội bộ. Thế còn về góc độ rộng hơn là đối với khu vực và thế giới thì chúng ta cũng đã nói đến vai trò của ASEAN. Bây giờ thì cả thế giới đã công nhận, vào như hôm nay Tổng thư ký Cao Kim Hon, Tổng thư ký ASEAN cũng đã nói, tức là Global ASEAN, tức là một ASEAN có tầm toàn cầu. Thì không ai tranh cãi về điều đấy nữa. Nhưng mà để nói về một ASEAN chung, một ASEAN có vai trò trung tâm ở khu vực, thì ASEAN còn phải nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì như hiện nay thì chúng ta đã nói đến một nền kinh tế khu vực có đến hơn 700 triệu dân, rồi là một nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, nhưng đấy mới là làm phép cộng. Chúng ta chưa có một cái sự liên kết chặt chẽ, kết nối thực sự để mà tạo ra một cái sự tự cường và một cái sức mạnh nội tại. Thì cái điều đấy là ASEAN phải tiếp tục. Và đơn cử là nếu mà chúng ta nói đến một khu vực, một nền kinh tế thì chúng ta sẽ phải thấy là nó sẽ không có biên giới. Các cái vấn đề thuế quan nó sẽ phải được giảm xuống bằng không. Rồi các cái việc xuất nhập khẩu đầu tư giữa các nước ASEAN với nhau thì nó đã phải có một cái sự thông thương, nó không có bất cứ một cái ranh giới nào. Đấy là một cái điều mà chúng ta còn phải cố gắng rất là nhiều. Thế và thêm nữa thì bây giờ là thế giới đã thay đổi. Và ASEAN muốn là một cái tổ chức khu vực có cái vai trò trung tâm ở châu Á Thái Bình Dương thôi, hay Đông Á Thái Bình Dương, và rồi đến rộng lớn hơn là thế giới, thì phải giải quyết được những cái vấn đề mà nó là trọng tâm hiện nay. Đó là công nghệ, đó là năng lượng tái tạo, đó là kinh tế xanh, đó là cái hệ thống tài chính bền vững liên kết với toàn cầu, rồi đó là những cái vấn đề môi trường. Tất cả những cái vấn đề đó ASEAN phải giải quyết được. Thế thì nó sẽ giải quyết như thế nào? Thì cái này nó cũng đã nằm trong cái chiến lược phát triển của ASEAN hết rồi, nhưng mà có điều là phải làm sao cho nó thành hiện thực. Mà cái thành hiện thực ấy nó không phải chỉ là các nhà lãnh đạo ngồi bàn với nhau, nó cũng không phải là các cái bộ trưởng của các bộ ngành nữa, mà nó phải đến các cái tầng lớp doanh nghiệp, nhân dân, thanh niên, phụ nữ,
Và chính vì thế thì tôi nghĩ là cái diễn đàn mà chúng ta đang nói về tương lai ASEAN là rất rất là quan trọng để chúng ta tiến đến một cái ASEAN như chúng ta mong muốn, tức là gắn kết, đoàn kết, có một cái bản sắc riêng, đầy sự tự cường, kết nối với thế giới và thậm chí là một cái nền kinh tế dẫn dắt thế giới và tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu như là một cái mắt xích mạnh. Đấy là những cái mà tôi hình dung về ASEAN trong tương lai. Thật là tuyệt vời ạ. Còn về Minh thì sao nhỉ? Cộng đồng ASEAN nói riêng và thế giới nói chung là vẫn còn đối mặt với rất nhiều thách thức. Ví dụ như là đại sứ nói là về công nghệ, về biến đổi khí hậu, về bảo vệ môi, về ô nhiễm môi trường, về an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Và thứ nhất là thế hệ trẻ rất cần học hỏi từ các thế hệ đi trước, cũng như là mong là thế hệ trước có thể có hướng dẫn và dìu dắt để mà thế hệ tương lai có thể giải quyết được những cái bài toán, những cái vấn đề rất là cấp bách mà nhiều vấn đề là cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ mới xuất hiện. Thứ hai nữa là thế hệ trẻ mong là có thể tiếp tục được phát huy cái thế mạnh của mình về đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, tìm ra những cái giải pháp mới để hợp tác chung và giải quyết những vấn đề này. Và cái nền tảng của những việc giải quyết các vấn đề đấy chắc chắn là những vẫn là tổ chức quốc tế, các thể chế đa phương như là ASEAN, như là Liên Hợp Quốc, vân vân. Những tổ chức này có vai trò là trong việc nòng cốt, trong việc điều phối thế giới để giải quyết các vấn đề chung này. Và cuối cùng là mong là thế hệ trẻ là cũng như lại nói lại cái lời khuyên của Tổng Thư ký là thế hệ trẻ có thể tiếp tục rèn luyện và phát huy cái khả năng bản thân, không ngừng cải thiện bản thân để mà có thể tìm ra những cái giải pháp cho những cái vấn đề này. Vâng ạ, rất cảm ơn cái sự tâm huyết của các diễn giả đã tham gia trong chương trình Talk Show hôm nay của Báo Thế Giới Việt Nam. Những thông tin quý báu và những cái chia sẻ tâm huyết của các vị khách mời là đã là nguồn động lực rất là lớn cho chúng tôi để thực hiện tiếp theo những cái chủ đề về ngôi nhà ASEAN chung của chúng ta. Rất cảm ơn các vị diễn giả đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình sau ạ.